Chào mừng các em đến với giờ học giáo dục công dân khối 7. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau. Chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Việc đầu tiên các em chuẩn bị trước mặt gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Khi đi vào bài học mới, cô xin nhắc lại một chút ở bài cũ. Thì ở tiết trước chúng ta đã học thế nào là tính trung thực, biểu hiện và ý nghĩa. Vậy thì các em hãy phân tích cho cô câu tục ngữ cây ngai không sợ chết đứng. Gợi ý trả lời của cô: cây ngai chính là nói đến lối sống trung thực, ngay thẳng, không làm việc gì trái với đạo đức. Còn chữ chết đứng là một cái chết oan khuất. Vậy thì qua đó chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta sống ngay thẳng, không làm điều gì khuất tất, thì chẳng việc gì phải sợ sự vu oan, giá họa và gièm pha của người đời. Chúng ta sẽ đi vào bài học mới tuần 3, tiết 3, bài số 3, tự trọng. Một La Mã truyện đọc. Các em lật sách giáo khoa ra, chúng ta sẽ đọc bài Một Tâm Hồn Cao Thượng. Một tâm hồn cao thượng. Đây là một câu chuyện có thật do chính người trong truyện thuật lại. Ông là một giáo viên người Anh. Mỗi khi kể, ông thường không cầm được nước mắt, xúc động, nghẹn ngào. Ông nói: nhà tôi ở một phố giữa thủ đô London. Một hôm, tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp một cậu bé chừng 12-13 tuổi, ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khuẩn khoảng mời tôi mua giúp một bao. Tôi mở ví tiền và chép miệng: rất tiếc là tôi không có xu lẻ. Thưa ông, không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng, cháu chỉ chạy loáng một lát đến hiệu buôn để đổi, rồi lại hoàn cho ông tiền lẻ còn thừa. Tôi chăm chú nhìn cậu bé và lưỡng lự: thật chứ? Thưa ông, thật ạ. Cháu không phải là một đứa dối trá. Nét mặt của cậu bé trông rất cương trực và tự hào tới mức làm tôi tin và giao ngay cho cậu một đồng tiền vàng. Nhưng 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua mà vẫn không thấy cậu trở lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu bé. Nửa giờ sau, chờ mất công, tôi lững thững tiếp tục cuộc dạo chơi và tự nhủ: cần rút kinh nghiệm, không nên tin vào bọn trẻ này. Vài giờ sau, khi trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy có một cậu bé đang đợi tôi. Diện mạo cậu bé này giống cậu bé đã cầm tiền của tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn tuyệt vọng. Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho Robert một đồng tiền vàng không ạ? Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp: thưa ông, đây là tiền lẻ hoàn lại. Robert nhờ cháu mang đến trả cho ông. Robert là anh cháu, chúng cháu mồ côi. Anh cháu không thể mang tiền trả cho ông được vì anh ấy đã bị xe tông, đang nằm ở nhà và khó lòng sống nổi. Em bé không nói được hết câu vì những tiếng nấc xé lòng. Tôi sững sờ cả người, tim xe lại vì hối hận, hỏi dồn: vậy bây giờ Robert ở đâu? Hãy dẫn tôi đến. Sau khi dừng lại một chút trước chiếc hầm nhỏ của một căn nhà đổ nát, em bé nói: thưa ông, đây là nhà của chúng cháu. Trong một góc tối của căn hầm, cạnh bếp lò cũ kỹ đã tắt ngấm từ lâu, giữa một đống dẻ rách, tôi nhận ra Robert nằm dài bất động. Mặt em lúc này trắng bệch, một dòng máu đỏ từ trán chảy xuống. Robert đưa mắt nhìn về phía tôi, giọng thều thào yếu ớt: thưa ông hãy lại gần đây. Tôi quỳ xuống bên em, cầm lấy bàn tay em. Bàn tay khẳng khiu, gầy gò, đáng thương, lạnh ngắt. Sắc lây: em đưa tiền trả cho ông rồi chứ? Cậu bé gật đầu, mắt vẫn sưng mọng. Ôi đấy, ông xem, cháu không phải là một đứa dối trá mà. Tôi cú sát xuống người em, hôn vào chỗ trán bị thương nứt rạn và nói với Robert rằng: em hãy bình tâm, dù bất cứ tình huống nào, tôi cũng sẽ nuôi nấng sắc lây cho em. Tôi dịu dàng âu yếm an ủi Robert để cái chết của em được thanh thản. Bàn tay khốn khổ của em nằm gọn trong tay tôi, lạnh dần, lạnh dần. Em bé nghèo túng của tôi đã giả khỏi đời quá ngắn ngủi như vậy đấy. Cái chết đó đã làm cho tôi thấy rằng trong cuộc đời tôi chưa hề thấy được một cử chỉ, hành động nào đẹp đẽ, cao cả như vậy.
Một tâm hồn cao thượng ẩn náu trong một em bé sống trong cảnh rất đỗi cực khổ, nghèo nàn. Sau khi nghe cô đọc xong phần truyện đọc, cô cho các em câu hỏi để các em suy nghĩ. Câu số 1, em hãy cho biết hành động của Robert qua câu truyện trên. Câu số 2, vì sao Robert lại nhờ em mình trả lại tiền cho người mua diêm? Câu số 3, hành động của Robert đã tác động như thế nào đến tình cảm của tác giả? Vì sao? Đáp án của cô. Câu số 1, hành động của Robert là cầm đồng tiền vàng đổi tiền lẻ trả lại cho người mua diêm sau khi bị xe tông, thì đã bảo em mình là sắc lây đem tiền trả lại cho khách. Câu số 2, vì Robert muốn giữ lời hứa, không muốn họ nghĩ mình nghèo mà nói dối để ăn cắp tiền, không muốn bị người khác coi thường, xúc phạm đến danh dự và mất lòng tin ở mình. Câu số 3, hành động của Robert đã tác động sâu sắc đến tác giả. Ông rất cảm động, cúi xuống hôn chỗ trán bị thương của em và hứa sẽ nuôi nấng sắc lây cho em. Vậy thì em có nhận xét gì về hành động của Robert? Nhận xét: Robert là người có ý thức trách nhiệm cao, có lòng tự trọng, biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Robert là một người có tâm hồn cao thượng. Sau khi nghe cô đọc xong phần truyện đọc và chúng ta đã trả lời được những câu hỏi cô đặt ra, chúng ta thấy rõ lòng tự trọng biểu hiện ở mọi nơi, mọi lúc, biểu hiện từ cách ăn mặc, cư xử với mọi người. Khi có lòng tự trọng, con người sẽ sống tốt đẹp hơn, tránh được những việc làm xấu cho bản thân, gia đình và xã hội. Và các em sẽ đi vào phần 2 La Mã nội dung bài học. Một nhỏ, tự trọng là gì? Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Sau khi chúng ta tìm hiểu được phần định nghĩa tự trọng là gì rồi, cô sẽ cho các em xem một hai ví dụ ha. Ví dụ thứ nhất là hôm qua bạn Lan không thuộc bài vào giờ kiểm tra bài cũ. Mặc dù được các bạn ngồi bàn đầu nhắc, nhưng bạn Lan vẫn quyết định không trả lời và chấp nhận điểm kém. Ví dụ thứ hai, mặc dù bị Hoàng nói xấu, chơi xấu tức là nói xấu sau lưng á, nhưng khi Hoàng bị ốm, Tuấn vẫn cùng với các bạn ghi bài cho Hoàng, hỏi thăm sức khỏe của Hoàng. Vậy thì qua hai cái ví dụ này thì các em có thể suy nghĩ và nói cô nghe, bạn Lan cũng như bạn Tuấn là những người có lòng tự trọng hay là không có lòng tự trọng. Gợi ý: đây là những hành vi thể hiện sự tự trọng. Thêm một vài ví dụ nữa. Ví dụ thứ nhất là bạn Lý, khi bạn ngồi ở đâu, bạn cũng đều đem chuyện của người khác ra kể và nói xấu khi người đó không có mặt. Mặc dù bạn Lý vẫn được mọi người nhắc nhở nhiều, nhưng bạn Lý vẫn chứng nào tật nấy. Ví dụ kế tiếp: trong giờ kiểm tra môn công dân, bởi vì không học bài cho nên bạn Hà đã cầu cứu bạn Nam, nhưng bạn Nam không đồng ý cho Hà chép bài của mình, cho nên bạn Hà đã giận và tìm cách trả thù bạn Nam. Rồi, các em suy nghĩ và nói cô nghe hai ví dụ này. Thì bạn Lý cũng như là bạn Hà là người có lòng tự trọng hay không? Gợi ý trả lời của cô: đây là hai bạn thiếu lòng tự trọng. Khi chúng ta tìm hiểu được một nhỏ khái niệm, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 2 La Mã. Biểu hiện của lòng tự trọng đó là biết cư xử đàng hoàng, đúng mực, biết giữ lời hứa và luôn làm tròn nhiệm vụ. Những biểu hiện trái với lòng tự trọng là gì? Đó là: thứ nhất là người luôn luôn sai hẹn; thứ hai là người không biết nhận lỗi khi mắc khuyết điểm; thứ ba, sa vào tệ nạn xã hội; thứ tư, hay nói dối. Số biểu hiện của người có lòng tự trọng đó là biết kính trọng thầy cô, biết giữ đúng lời hứa, không quay cướp bài của bạn, không cướp đoạt thành quả của người khác, biết cư xử đàng hoàng, dũng cảm nhận lỗi.
Biểu hiện của sự thiếu tự trọng đó là luôn luôn sai hẹn, không biết ăn năn hối cãi, không biết xấu hổ, luôn lịnh bợ, luồn cúi, dối trá, không trung thực. Người có lòng tự trọng biểu hiện trong học tập ví dụ như là không quay cớp bài bạn, không nhận những thành quả của bạn khác về mình và không nói xấu bạn. Trong sinh hoạt tập thể của trường, lớp, đội là luôn làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình được phân công, dám đứng ra chịu trách nhiệm về mọi hành động, việc làm của mình. Còn trong quan hệ với thầy cô giáo, người tự trọng là người luôn biết lễ phép, kính trọng thầy cô, không nịnh bợ để xin điểm và không nói dối thầy cô. Còn trong gia đình, luôn luôn kính trọng ông bà, cha mẹ, biết yêu thương người thân. Trong quan hệ với bạn bè và người khác, không thất hứa, không sai hẹn và không luồn cúi. Và các em cùng nhau phân tích một tình huống. Hôm đó là một buổi chiều học phụ đạo của lớp. Khánh và Đăng có đùa giỡn, chạy đuổi nhau làm vỡ bình hoa của lớp. Khánh vô cùng sợ hãi nói với Đăng, mặc kệ mọi chuyện và coi như bình hoa tự vỡ. Dù sao các bạn trong lớp cũng không ai tận mắt chứng kiến thấy hai đứa làm vỡ. Câu hỏi, theo em, Đăng có nên đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? Gợi ý đáp án của cô. Lòng tự trọng đã không cho phép bạn Đăng làm điều đó, và Đăng đã bác bỏ ý kiến của Khánh và khuyên Khánh nên nhận lỗi với cô và các bạn. Vậy là sáng hôm sau, sau giờ ra chơi, Khánh và Đăng đã lên gặp cô chủ nhiệm và trình bày sự việc và xin lỗi cô cùng cả lớp. Cô giáo đã không trách mắng mà còn khen ngợi hai bạn đã dũng cảm nhận lỗi của mình. Vậy thì sau tình huống này chúng ta rút ra được bài học gì? Đó là khi bạn dũng cảm thừa nhận lỗi của mình, bạn sẽ được người khác tha thứ và yêu thương hơn thay vì cố gắng che đậy những sai trái. Chúng ta cùng đi vào ba nhỏ của hai la mã, ý nghĩa. Việc có lòng tự trọng sẽ giúp ta có được nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân, được sự quý trọng của mọi người. Tục ngữ, chết vinh còn hơn sống nhục, chết đứng còn hơn sống quỳ, đói cho sạch, rách cho thơm. Vậy thì theo các em, chúng ta cần phải làm gì để rèn luyện cái đức tính tự trọng? Theo cô thì trước tiên, để rèn luyện được đức tính tự trọng, chúng ta phải cần nhận biết rõ khuyết điểm của mình khi mình có sai sót. Và sau đó chúng ta phải tuyệt đối nghiêm khắc với bản thân mình, phải luôn luôn tôn trọng lẽ phải. Chúng ta phải biết tôn trọng người khác cũng như tôn trọng bản thân mình, và phải thực hiện tốt cái câu nói đối cho sạch, rách cho thơm, đúng hứa, đúng hẹn. Phải luôn trung thực với người khác và trung thực với chính bản thân mình. Chúng ta phải xa lánh những thói xấu, ví dụ như sợ sệt, khúm núm, nịnh hót, nói xấu sau lưng người khác. Và điều quan trọng nữa là chúng ta phải sống chuẩn mực và phải suy nghĩ thận trọng trước khi hành động một việc gì đó. Các em hãy tìm cho cô một số câu ca dao tục ngữ nói về lòng tự trọng. Cô cho ví dụ như là về tục ngữ chúng ta có những câu như là đói cho sạch, rách cho thơm, hoặc là giấy rách phải giữ lấy lề, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, chết đứng còn hơn sống quỳ. Cô và các em sẽ cùng nhau phân tích câu tục ngữ đói cho sạch, rách cho thơm. Các em có suy nghĩ gì về câu nói này? Gợi ý của cô, chúng ta sẽ xét về nghĩa đen trước. Đói có nghĩa là thiếu thốn đủ thứ, tức là không có một cuộc sống đầy đủ. Và đã nghèo đói, thiếu thốn thì khó mà lành lặn được. Cho nên cái câu tục ngữ đã đặt con người ta vào một tình huống thiếu thốn đến cơ cực. Vậy mà khi nghèo đói, thiếu thốn, chúng ta vẫn giữ được cho sạch sẽ, tức là quần áo dù không lành lặn, có thể rách vá víu nhưng phải sạch sẽ, không có mùi hôi bẩn thỉu. Cái đó là chúng ta phân tích về nghĩa đen. Giờ nói về nghĩa bóng, tức là cái câu tục ngữ này khuyên dạy con người ta là dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ được bản chất tốt đẹp trong sạch của mình. Danh ngôn, chỉ có tính tự lập và tự trọng thì mới có thể nâng chúng ta lên trên những nhỏ nhen của cuộc sống và những bão táp của số phận.
chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập A sách giáo khoa. Câu hỏi: em hãy cho biết những hành vi nào thể hiện tính tự trọng và giải thích vì sao. Câu A: không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cớp cũng như không nhìn bài bạn. Câu B: dù khó khăn đến đâu cũng cố gắng thực hiện bằng được lời hứa của mình. Câu C: nếu có khuyết điểm khi được nhắc nhở, Nam vui vẻ nhận lỗi nhưng chẳng mấy khi sửa chữa. Câu D: chỉ những bài kiểm tra nào được điểm cao Tâm mới đem khoe với bố mẹ, còn bài nào điểm kém thì đem giấu đi. Câu E: đang đi chơi cùng bạn, Lan rất xấu hổ khi gặp cảnh bố mình lao động vất vả. Câu trả lời của cô đó là hành vi A, B là những hành vi có lòng tự trọng, bởi vì ở hành vi A, khi không làm được bài nhưng biết coi trọng và giữ gìn đạo đức tư cách của mình, trung thực, không vì bị điểm kém mà quay cớp hoặc nhìn bài bạn, đó là biểu hiện của người có lòng tự trọng. Ở hành vi B, đó là hành vi của người biết coi trọng lời hứa, coi trọng chữ tín, tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Em lấy tập vở ra ghi bài. Tiết thứ 3, bài 3, tự trọng. 1 la mã truyện đọc. 2 la mã nội dung bài học. Các em viết hết cho cô: một nhỏ tự trọng là gì, hai nhỏ biểu hiện, ba nhỏ ý nghĩa và câu tục ngữ.
dặn dò, các em nhớ làm phần trắc nghiệm cô cho trong lớp học và sau đó là xem trước cho cô bài 11 tự tin cho tiết sau. Em hãy sưu tầm một số. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.